Dạ. Thầy biết rồi, thế thầy mới gọi lại ngay đây. Ngày hôm nay dạ. thầy bận quá. Nghe rõ thầy nói dạ. không? Dạ, dạ đó. Rõ à? Đọc cho dạ. thầy ngày tháng năm sinh, giờ sinh. Dạ, mùng 7 tháng 6 âm lịch năm 1995. Ở Khởi á. Ờ, 7 tháng 6 dạ. dương lịch. Dạ, âm lịch. Ngày dương em bao nhiêu? Em nhận ngày dương với em nhận ngày ấm thôi. Thế à, thế là thầy chờ cha ngày dương cái. Thầy gọi qua Facebook một đứa. Đọc ngày âm. Qua Facebook hả? Dạ, Facebook của em hô Đăng Đức Bình hôm bữa có kết bạn với thầy đó. Thôi gọi này cũng được có sao đâu. Thầy sẽ quay dạ. phim lại cho, thầy gửi cho. Đăng thêm ngày âm. Ngày âm là ngày 7 dạ. tháng 6 năm 95. Dạ, rồi là đấy, nhưng nghe hơi bị ngắt quá phải. 7 tháng 6 năm 95. Dạ, 7 tháng 6 năm 1995, đúng rồi. Bởi vì thầy gọi Facebook là hay bị chặn cuộc gọi lắm. Bởi vì máy này của thầy một ngày mấy trăm cuộc gọi vào đây. Dạ, dạ. Thầy phải để cho nó gọi cái này thì nó đỡ bị chặn ngang. 4 tháng 7. Dạ, dạ. Tháng 7 dương. Mấy giờ nhỉ? Dạ, chứ mạo đây. Ai chà, úi dồi ôi. Lá số này vợ giàu thế, giỏi thế. Ui, dạ. lá số đẹp thế. Đẹp, đẹp thế, nó đang em thấy cũng đẹp này nè. Úi trời ơi, còn không đẹp nữa, quá đẹp. Hình như hôm dạ. trước có mã số là bao nhiêu nhỉ? Dạ, anh là anh gửi mã số đấy, em gửi 39, gửi mã số luôn. Thầy có mã số nào không? Dạ không, em kiểm tra mail rồi mới có mã số. Chị em nữa, chị nói cũng có mã số luôn. À, chị em là cái chị mà lúc nãy vừa gọi cho thầy à? Dạ, dạ, chị nữa đó. Chị Ủa? Nói hai chị em có mã số nữa, em và chị thầy mã số nữa. À, có phải là chị tên là Như Ý không? Dạ, dạ, ừ. thì Như Ý là thầy. Ồ, thế là chị vừa gọi cho thầy, thầy lại bảo từ từ. Thầy phải gọi cho cậu người này nữa, thế là chính là cậu hả? Dạ, dạ. Rồi. Ok, trời lá số đẹp này trời. Thầy thầy giải thích giúp mẹ anh mấy cái tư mẹ giải thích hết giúp mẹ anh nghe. Giải hết luôn à? Dạ. Họ giải hết luôn à? Dạ dạ. Nhưng hình như là chị Ý không muốn đưa lên mạng hay sao đúng không? Không muốn đưa lên mạng anh nha. À, thầy à. Hả? Không muốn đưa lên mạng sao thế à? Chị không muốn tải cái video xem lên mạng. Chị sợ. Dạ cũng được, thầy cứ tải thoải mái đi chứ. Thế à, thoải mái đúng không? Dạ, ừ. bình thường. Mình đàng hoàng cần gì phải sợ ai nhỉ? Dạ dạ. Thầy cứ tải đi lỡ em lấy em tải về em nghe lại cơ. Lá số của em quá đẹp luôn. Dạ. Thứ nhất là bệnh tham lam nha. Sao tham lam thì là... bệnh tham dạ. lam thì phải nằm làm ngành binh nghiệp mới phát. Làm ngành gì? Binh nghiệp, công an, quân đội, tòa án, pháp luật. Vâng, giao thông công em... chính. Có đấy, em học cũng động ngành đấy. Em học ngành gì? Em học công nghệ thông tin. Công nghệ thông tin, ok. Thế thì không được đúng lắm. Dạ. Nha. Dạ. Tiếp nữa là thân em cư Thiên Di nên phải sống xa nhà. Dạ. Em thì đang xa nhà này nhá. Ờ. Dạ. Tiếp theo nữa là cung Thiên Di của em rất sáng, sao Vũ Khúc là sao cực sáng nhưng có quả tú, cô thần chiếu mệnh nha. Nên là dễ có tiền duyên đi theo phá phách tình duyên đó. Nhưng mà sau này lấy được cô, do sau này lấy được cô vợ giàu lắm, tử vi thiên phủ. Con nhà quyền quý nhưng mà là mỗi tội sau này là khắc khẩu với nhau thôi. Dạ. Ừ, hai cãi nhau. Mà thầy anh in mà có đi theo rồi nên mình đang biết được thầy. Thầy nhìn lá số tử vi và nhìn mặt là biết rồi. Dạ, thầy thấy mặt ạ. À? Ấy chứ. Thầy chả cần phải thấy nghe giọng điện thoại thấy đầu đang đau như búa bổ như này, có một em đang nói thầm với thầy bảo em con muốn siêu thoát lắm. Dạ. Dạ. Anh có ai đi theo em thầy? Thầy nói là xem tử vi nhìn được người âm mà mọi người không tin. Bởi vì thật dạ. ra khi mà nói chuyện điện thoại này nghe có người âm biết rồi. Có vong âm ấy. Dạ. Nên là xem tử vi là gì? Mặc dù nhìn lá số có thể chưa đoán ra nhưng nghe giọng qua điện thoại cộng với lá số tử vi thì biết là có âm binh hay không, có vong theo mình hay không biết ngay mà. Dạ, hiện tại em đang bị theo thầy. Đúng rồi. Ồ, theo như không thầy? Mình đang dạy được thầy. Rất mỏi vai, thầy đang rất mỏi cổ. Dạ.
và thầy đang rất mỏi cổ đây, mỏi vai ấy. Dạ. Có một cô theo thôi, cô vợ tiền kiếp thôi. Dạ. Đấy là người ta hay gọi là tiền duyên đấy, tiền vợ tiền kiếp kiếp trước ấy. Để mà đang giải được thầy. Không khó tí nào. Dạ. Ừ. Giải tiền duyên, mời họ lên, xong rồi cầu siêu cho họ. Rồi viết sớ điệp âm điệp dương cho họ ký vào, là họ siêu thoát, thế là họ không theo mình nữa. Mình còn giải ra phải làm nào thầy? Thầy giải luôn rồi thầy? Thầy giải được, thầy giải thường xuyên. Một ngày phải giải mấy lần liền ở trên điện, linh quang điện này. Ồ, mẹ em ở ngoài. Em ở ngoài thì mọi người có khả năng họ chuyển tiền về để thầy mua lễ, xong thầy gọi hồn cái cô vợ của em về đây. Thầy siêu thoát cho cô ấy, thế là xong. Yên dài được là khoảng mấy đồng đấy? Khoảng mấy tiền á? Dạ. Đây là điều bí mật, nói lên video người ta cười cho. Nào thầy gửi cho. Dạ, dạ, dạ. Dạ. Để thầy cứ gọi tiếp đi. Mà yên liệu cái này mình dài là ảnh hưởng đến chị thấy? Ảnh hưởng đến tình duyên. Mình sẽ không chọn được yêu thì dễ, nhưng mà cưới thì khó, và khó yêu lắm. Dạ. Hay bị phá ngang về tình duyên. Dạ, để em... Dạ, dạ. Để dạ. Thầy cứ nói tiếp đi. Đấy, và sau này khi lấy rồi nhau rồi là dễ phải trục trặc vợ chồng. Dạ, dạ. Ừ. Em có cùng vợ rất là tốt nhá. Dạ. À, nó có đà la, địa kiếp, địa không, cô thần, thiên hình chiếu đấy, nên là dễ hai đời vợ. Mà em phải cải mệnh, đừng có để hai đời, chỉ một thôi thì mới tốt. Mà nào mà cải mình được đấy? Bởi vì cùng vợ hai của em rất xấu. Dạ. Thì bắt buộc em phải giải hết những người âm theo mình như thôi. Thứ à, hai nữa. Thì cần giải xong người âm lại là được phải đấy. Rồi, vì thứ hai nữa là gì? Mình sống tử tế hơn, tốt bụng hơn. Đức năng thắng số thì chỉ một vợ thôi. Dạ, dạ. Nhá. Dạ, dạ. Em này đẹp trai phết. Tham lang tại mệnh này, vũ khúc tại mệnh là đẹp trai lắm. Chưa thấy nhìn mặt mà biết đẹp trai. Dạ. À? Vì dạ. Sao vũ khúc với tham lang này đẹp trai cực kỳ. Nhá. Dạ, dạ. Sau này dạ. Tiền tài là do phụ nữ mang lại cho rất nhiều. Con thì rất là giỏi, thông minh, giỏi giang. Nhưng mà dạ. Sẽ dễ nghiện ngập. Yeah. Đúng rồi, sa đọa và nghiện ngập. Em thì sẽ sau này sẽ bị bệnh hay bị đau đầu. Em á? Đúng rồi. Dạ, dạ. Hay bệnh đau đầu nhá. Dạ. Và cái đại vận từ 24 tuổi trở ra em có tử vi thiên phủ làm cho em cực kỳ phát tài. Từ 24 đến 33, em là số phát tài và giàu có rất sớm. Hiện tại thì thầy chưa nói gì cả. Bởi vì em đang rơi vào cái đại vận 14 tuổi ra, nó đang thái âm hãm địa, lại gặp hóa kỵ nữa. Hay gặp chuyện yeah. Tự phi mà thái âm đâu phải thuận với con trai. Dạ. Yeah. Nhá. Em hôm bữa mới bị mất đô xong rồi chứ. Hả? Em hôm bữa mới bị mất đô xong rồi chứ. Đúng rồi. Yeah. Bởi vì năm nay em có sao quan phủ mà, nên là em phải đến cửa quan để trình báo chưa? Cửa quan trình báo rằng thấy. Phải đến công an trình báo ấy. Dạ yeah, rồi, có rồi. Đúng rồi, năm nay là tháng 9 âm có cửa quan mà. Tháng 10 âm thì có sao phục binh là dễ bị mất cắp, mất trộm này. Tháng 11 thì có sao đại hao, tháng này cũng đại hao, cũng dễ mất nhiều tiền này. Dạ, dạ. Ờ. Tháng mấy tháng trước đi mới bị mất đô. Đúng rồi. Bởi bị tai nạn nhá. Ừ. Bởi vì năm nay rơi vào cung thiên la địa võng. Lại có quan phủ nữa, phi liêm chiếu nữa. Lại địa không chiếu, địa kiếp sát chiếu nữa. Vẫn hạn lắm. Yên tâm, em hết năm nay sang năm, năm nữa là đại phát nhá. Dạ. Mình năm nay em đang ở cái cung đấy. Hả? Năm nay em đang ở cái cung mua đấy. In năm cung thìn, cung thìn, cung thìn, cung thìn. Thì lên năm nay đang ở cái cung mệnh. Cung mệnh. Cung mệnh. Cung mệnh nhá, cung thìn. Mình năm mình biết mình năm mua mình ở cung mua đấy. Đấy, xem các video nhiều của thầy là biết hết. Dạ. Nhá, sang năm lại vào rơi vào cung huynh đệ. Năm tiếp theo nữa là rơi vào cung vợ, cung phu thê. Dạ, dạ, dạ. Đó. Năm tiếp theo nữa lại rơi vào cung quan lộc. Tiếp theo nữa lại rơi vào cung nô bộc. Nhá. Yeah. Xem các video tính cách tính tiểu hạn của thầy trên video, trên phim, trên YouTube ấy thì luôn luôn biết mình ở đâu. Yeah. Quân tử bất chi mệnh, mình đã là quân tử thì phải biết mệnh của mình năm nay tốt hay xấu, xấu việc gì, tốt việc gì. Yeah. Nếu mà biết được thì giống như mình đi xe có đèn, mà không biết được thì giống như đi xe trong bóng đêm. Yeah. Sao? Thầy cứ xem tiếp đi thầy. Thầy đang xem tiếp đây. Dạ. Yeah. Cung huynh đệ của em. Cung huynh đệ của em có sao thái âm hãm địa, nên là sau này không gần anh chị em. Dạ. Yeah. Nhưng có lộc tồn, có được nhờ họ và nhờ vả nhau về tiền bạc. Dạ. Yeah. Đôi khi hơi khắc khẩu. Dạ.
không gần được. Dạ. Cung phụ mẫu có cự môn hãm nên là cha mẹ cũng nên xa cha mẹ thì bà cha mẹ mới thọ nhá. Dạ. Cung phúc thì đức. Em đang sống xa nhà. Cung phúc đức thì gặp triệt nên sống cũng xa họ hàng luôn. Dạ. Cung phúc đức bị triệt bởi ảnh hưởng chín đấy. Triệt triệt là người âm không giúp được người trần. Dạ. Đấy thì cái đấy người ta phải hóa giải cung phúc đức bằng cách là phả độ gia tiên. Thả chi thế? Lễ phả độ gia tiên. Dạ. Nào rảnh thầy gửi, nếu mà cô chú ý xem thì thầy sẽ gửi cho một cái file lễ phả độ gia tiên như thế dạ, nào. Dạ dạ. Con điên cả thường bị tiếc luôn kia thầy. Điền trạch thì bị triệt luôn nên là trước 34 tuổi không có duyên với ô tô và điền trạch, sau 34 tuổi mới có. Dạ dạ. Quang lập con là bị tuân nhỉ. Quan lộc bị tuần nên là công việc của họ cũng như học hành ấy là chắc trở sau này mới thành, nên là có thể không ra làm ngành công nghệ thông tin đâu. Dạ. Nên học ngành công nghệ thông tin nhưng chưa chắc là ra làm công nghệ thông tin đâu. Thì mà hiện tại đang làm công nghệ thông tin, làm bên máy tính á. Sau này dễ đi nước ngoài đấy. Thì dễ để thay xuất khẩu, đi xuất khẩu lao động á. Dạ. Ừ. Thầy thì có chỉ biết thầy có thì có chỉ tốt chỉ xấu thầy nói. Đấy, cái xấu nhất là sau này có bệnh đau đầu này. Dạ. Xấu nữa nữa là có vong theo này, thầy đau đầu quá. Vừa nói đến vong linh của bạn thì nó úm ngay, ám ngay vào thầy rồi. Dạ. Cung phúc đức thì triệt nên là không được may mắn này. Vì triệt cung phúc đức này nha. Dạ. Vì triệt cung phúc đức nên không được gặp may. Dạ dạ. Nên phải giải sao triệt đi thì sẽ làm may luôn. Mới mang giải thôi. Thì thầy nói là thầy sẽ gửi video hướng dẫn là gọi là người ta lập một cái đàn lễ phả độ gia tiên để gọi hết gia tiên lên cúng cho họ siêu thoát thì họ mới giúp được cho mình tốt. Dạ dạ. Đó. Thầy nói hết các cung rồi. Tài bạch có sao phá quân miếu địa, thì sao phá quân là cái sao mà không lợi trong việc kiếm tiền tử tế mà phải làm cái gì đấy mạnh dạn. Rồi khai giống như là đi đầu tiên phong thì mới kiếm được nhiều tiền. Yeah. Đó. Và đào hoa đóng cung tài bạch thì sau này kết hợp với vợ kiếm tiền rất là tốt. Yeah. Và em cũng sớm lấy vợ đi. 24, 25 tuổi lấy chồng và lấy vợ đi. 25 tuổi. Chứ có người yêu không đang lấy đây. Cứ yêu thì cắt tiền duyên phát là có ngay thôi. Yeah, và 25. Em dạy. Yeah. 25 tuổi lấy vợ luôn đi. Vì cô em càng lấy vợ sớm càng tốt sớm. Dạ, 24, 25 là được đấy. Đúng rồi, 25 tuổi lấy vợ được rồi, 24, 25. Dạ, dạ, dạ. Dạ. Thầy có thì con gì chứ nữa. Thế thôi, nếu em làm được những cái việc thầy nói là em hoàn toàn sung sướng. Kiếm được rất vô khô khối tiền, con thì tốt, vợ thì giàu. Dạ. Tiền tài, dạ. Sắc. Nhưng giờ thầy dạy thì... Vì đi bên bên họ theo là thay giải tôi thay khỏi giải được việc mà luôn được thay phúc đức nữa chứ. Ok. Phúc đức thì phải làm lễ phả độ gia tiên. Làm lễ phả độ gia tiên thì nó phải có danh sách các cụ năm đời nhà mình này. Dạ. Đấy. Sau đấy là con cháu phải ra Hà Nội này. Thầy còn lập đàn kêu cúng ở trên này chứ. Thầy còn gọi hồn họ lên đây cơ mà. Còn nhập lên người trần để nói chuyện với thầy cơ mà. Để ra tặng ra được Hà Nội thôi. Đó. Thôi giải. Dạy cái vòng theo này được. Vòng theo giải trước đi nha. Dạy này là thầy giải được phải thầy. Thầy giải thì trực tiếp cũng được thầy. Thầy giải trực tiếp được. Nhưng mà phải mua lễ. Rồi thầy phải cúng, gọi hồn họ về đây. Rồi thầy giải cầu siêu cho họ. Mua lễ là gồm gì thầy? Nhiều thứ lắm, thầy sẽ hướng dẫn. Dạ thầy. Dạ tầm có gì thầy nhắn tin qua bên thầy của em á. Thầy hồ đám được bệnh. Rồi bạn Dũng sẽ nhắn tin cho nhá. Dạ, dạ. Dũng sẽ phụ trách việc đấy, nó nhắn tin cho làm lễ như thế nào của Dũng. Dạ, cứ nhắn lên Facebook. Dạ. Facebook của thầy là bạn có hai bạn, bạn ấy quản trị web ấy, bạn ấy sẽ nhắn tin với các bạn nhá. Dạ, dạ. Rồi bạn sẽ hướng dẫn cho. Dạ. Thế thôi, lá số của em chỉ thế thôi. Nếu em làm được việc đấy thì em vô số tiền, vợ đẹp, làm con việc, khôn. Làm việc vì giải thì vong theo thôi. Vong theo và giải triệt cung phúc đức nữa thì tốt. Nhưng việc đấy là một việc lớn, không phải nói là làm được. Nó liên quan, nó phải mất nhiều tiền. Nó tới hàng trăm triệu cơ. Thế thì luôn thôi. Đúng rồi, con gái vong tiền duyên thì dễ. Dạ dạ.
con yên vì công phúc đất nít tiệc nấy, nhưng cũng có giai đoạn cũng được mở cho thấy. Năm 34 trở ra mới mở. Dạ. Mà 34 ra là 12 năm nữa. Dạ. Nếu mà mở sớm thì 12 năm nữa kiếm được hội bội tiền nhỏ. Dạ. Dạ, có chỉ thấy những cái video mà giải công thúc đất quá chứ phải cho em đó. Rồi, thầy sẽ gửi cho nha. Dạ. Rồi bây giờ thầy sẽ làm video, thầy gửi cái cả cái video này cho nhá. Dạ dạ. Rồi xin chào nhá. Dạ dạ dạ. Ok. Dạ.